Đáp án giải thì đề ống trước là 84 kim cương. Còn câu hỏi lần này là bạn đang được trúng giải trong vị địa ông này đang mặc bao nhiêu bộ đồ của sự kiện sinh nhật gấu đang được tổ chức này. Nhớ câu hỏi để dễ gây tiếng ống, dữ liệu sẽ được mình nhấn mạnh trong video. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. 6 ca tin thành công, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy là giới thiệu của bạn ấy là như thế, ai biết gì đâu. Vì không vào được nhà nên mình vừa về nhân vật nha. Tóc của cửa hàng quần áo. Bốn món này gồm có nón táo, quần và đôi dép là đồ sự kiện sinh nhật gấu đang được tổ chức. Túi đeo kho lương cửa hàng Life Fan. Hai món đấy là tính và má hồng của cửa hàng quần áo. Ồ, còn biết hợp với bộ đồ đáy, cung tông nâu và đội nón chốc. Mình thấy bạn ấy đã nhuộm màu tóc sao cho giống một bên màu mắt, khá hợp. Nếu nhìn bo sẽ thấy hai tông màu chủ đạo đấy là nâu và vàng, còn bét cũng vậy. Thêm một chút màu xanh của tóc với một bên màu mắt, khiến cho bộ đồ khá hợp và nổi bật phần tóc, không bị một màu so với màu tóc cũ. Vì chuyện đánh đu của chủ bét và bét và cách phối đồ, mình khá thích, nên để làm 10 trên 10 điểm nha. Kết về tiền ông, ký tường, ký tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Mọi người làm nhiệm vụ gấu đến đâu rồi? Có khó khăn gì không mọi người? Ai có đáp án rồi thì bình luận tên kèm đáp án để có cơ hội được lên diện điện ảnh nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người may mắn. Bye bye.